Hiện tại điều rất đáng mừng là cái phong trào nuôi lươn nó rất là lên rất là cao và rất là nhiều người quan tâm, nên là so với 1.500.000 con giống là thực tế là trang trại Thanh Tân chỉ là đáp ứng được 50% của nhu cầu của thị trường khách hàng đến với trang trại chúng tôi thôi. Và trong năm tới chúng tôi đang mở rộng quy mô và chúng tôi dự kiến là có thể tăng gấp đôi năm 2018. Thì khi người dân đến đây mua giống là chúng tôi là tư vấn, thứ nhất là chúng tôi tìm hiểu ra cái điều kiện, đặc biệt là nguồn nước của nơi địa phương người ta khách hàng nuôi nó có phù hợp hay không. Cái thứ hai là cái nguồn thức ăn, thì ở đây tư vấn là xử lý nguồn nước, tìm cái nguồn thức ăn và xây dựng chuồng trại đúng theo cái kỹ thuật trại hướng dẫn.